là những người lao động sẽ được nghỉ để về quê đoàn tụ cùng với gia đình và đón một cái Tết. Thực sự đó nha chị Quỳnh Hoa, tôi thì ở miền Nam, trong những cái ngày cận Tết như thế này, thật sự là tôi hào hứng, tôi mong ngóng từng ngày từng giờ làm thế nào để là mình hoàn thành xong công việc và sau đó mình sẽ được trở về với gia đình của mình. Vâng, để sum họp đúng không ạ? Tất nhiên đấy không phải là tâm lý riêng của Việt Cường đâu ạ, mà của tôi cũng như là của tất cả quý vị và các bạn đúng không ạ? Đặc biệt là những người con xa quê. Và bên cạnh đó thì còn có một cái nỗi niềm khác mà ai cũng quan tâm trước khi mà về nghỉ Tết Việt Cường ạ, đó chính là thưởng Tết đúng không ạ? Một cái nỗi niềm mà phải gọi là nó hơi tế nhị nhưng mà thật sự là mình phải nói, mình phải đề cập đúng không ạ? Thưa quý vị, rõ ràng là sau một năm chúng ta làm việc nè, bao vất vả, bao cống hiến cuối năm thì ai cũng mong nhận được hết tiền lương và đi kèm đó là một cái khoản tiền thưởng nho nhỏ thôi cũng được đúng không ạ? Thế nhưng đây cũng là câu chuyện khiến nhiều người phải dở khóc dở cười, bởi vì trong thời gian qua đã diễn ra không ít câu chuyện thưởng Tết bằng nào là những cái vật phẩm là tương ớt nè, hay là giấy vệ sinh nè, và tôi thấy là còn có cả quần áo quần đùi. Vâng ạ. Và trái ngược với lại những cái đó thì cũng là những cái doanh nghiệp thì không ít những cái doanh nghiệp mà làm ăn xuất sắc làm ra, đúng chính xác ạ, thì lại có những cái khoản thưởng rất là hậu hĩnh, có khi thì là vài chục triệu đồng, thậm chí là cả trăm triệu đồng, hay là thậm chí là thưởng cả một cái chiếc xe hơi rất là to đúng không ạ? Ganh tị quá đi mất ạ. Và để bàn luận về câu chuyện đang rất được quan tâm, rất nóng này, và vị khách mời rất quen thuộc của chúng tôi, nhà báo Trịnh Bá Ninh với một chiếc áo đỏ cũng rất nóng ngày hôm nay, xin chào nhà báo Trịnh Bá Ninh. Vâng ạ, không biết là nhà báo Trịnh Bá Ninh suy nghĩ như thế nào về cái câu chuyện thưởng Tết ạ? Phải gọi lúc này là đây ạ, đây là một cái bức biếm quà đúng không ạ? Nào là cổng trên vai của người lao động rất nhiều quà Tết nè, rồi cái gì nữa đây? Cái vẻ mặt của hai cái người công nhân viên này đúng không ạ? Một cái bức biếm họa cũng cho ta thấy, cho chúng ta thấy được rất nhiều những cái nỗi niềm của người lao động được gửi gắm trong đó đúng không nhà báo Trịnh Bá Ninh? Vâng, nếu anh bảo biếm họa thì cũng chưa chắc, có khi nó chỉ là hí họa thôi cho nó vui thôi. Bởi vì ở đây thì ít nhất thì tôi thấy là gọi là đúng nghĩa là nếu mà có dòng chú thích là tết no đủ hoặc tết no ấm, bởi vì nó, hai người mà rất nhiều gọi là sản phẩm đúng không ạ, rất nhiều sản phẩm để mang về nhà. Nhưng mà cái vẻ mặt thì hình như là không được vui lắm ạ, không được vui lắm, nghe cái gì nó nặng nề quá đúng không nhà báo Trịnh Bá Ninh? Vâng, đấy, trong trường là người ta gọi là miễn cưỡng được sướng đấy, tức là rất nhiều quà đấy nhưng mà mặt mũi thì rất là buồn, gọi là rất là miễn cưỡng. Vậy thì thực sự là tôi hỏi nhà báo Trịnh Bá Ninh là cái thực tế mà người lao động của chúng ta nhận phải những cái phần quà này trong đời sống nó chiếm bao nhiêu bao phần trăm, và thường là cái tâm lý của người lao động của chúng ta khi mà nhận những cái phần quà này thì theo cái chủ quan tôi cũng như tôi hỏi rất là nhanh một số người thì tôi nghĩ là chắc phải 99% người là không thích nhận bằng hiện vật, bất luận nó là hiện đấy là hiện vật gì đấy, mà người ta thích nhận bằng tiền đấy, hoặc hiện kim cũng được, giờ tặng cho anh khoảng một cây vàng thì cũng được đúng không? Một cây vàng mà quy mà lúc đó doanh nghiệp chỉ bảo là năm nay xuất của anh được thưởng chỉ có 20 triệu, nhưng tôi tặng anh một cây vàng thì anh có thấy được không? Cũng được chứ đúng không? Đấy, vấn đề là cũng tôi được. Tôi sẽ đồng ý với cái mức là thưởng Tết bằng hiện vật của doanh nghiệp đúng lắm không chị? Vâng, đúng ạ. Vâng, thưa quý vị, mặc dù là có mỗi một món quà thưởng Tết dù là hiện vật hay là hiện kim thì đều mang những cái ý nghĩa khác nhau, nhưng mà quả thực mà nói thì nhìn những cái hình ảnh mà những món quà tự sản xuất và được thưởng trong cái dịp Tết thì cũng khiến cho rất nhiều người là không khỏi ngao ngán á. Vâng ạ, liên quan đến chuyện thưởng Tết thì có một cái thông tin tôi muốn chia sẻ là trong tháng 12 vừa qua, Bộ luật lao động sửa đổi 2019 đã được Quốc hội thông qua thay thế cho Bộ luật lao động 2012. Trong đó nhiều quy định mới liên quan đến tiền lương, tiền thưởng của người lao động được đề cập trong bộ luật này. Theo đó, thay vì thưởng tiền từ năm 2021, thưởng Tết của người sử dụng lao động đối với người lao động có thể bằng tiền hoặc tài sản hình thức khác. Quy định mới này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, thưa quý vị. Trong bộ luật mới thông qua, điều 104 quy định về thưởng thay vì tiền thưởng. Cụ thể, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Như vậy, thay vì chỉ thưởng cho người lao động bằng tiền, trong bộ luật lao động sửa đổi mới đã mở rộng các hình thức khác, cho phép người sử dụng lao động có thể thưởng cho người lao động bằng hiện vật như chính hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp. Tuy nhiên, điểm vẫn giữ nguyên về quy định thưởng của cả hai bộ luật mới thông qua và bộ luật lao động 2012 là không yêu cầu người sử dụng lao động bắt buộc phải thưởng Tết, thưởng vào các ngày lễ khác cho người lao động. Trước đó, theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, mức thưởng bình quân trong dịp Tết Nguyên đán năm 2019 bằng khoảng một tháng lương là 6,31 triệu đồng một người.
tăng 11,4% so với năm 2018. Năm 2018 là trên 5,5 triệu đồng một người. Tiền thưởng dù không phải là khoản tiền mà doanh nghiệp bắt buộc phải trả cho người lao động, nhưng thống kê cho thấy đến nay hầu hết các doanh nghiệp đều có tiền thưởng Tết cho người lao động, chỉ trừ một số trường hợp cực kỳ khó khăn. Vâng, và không biết là chị Quỳnh Hoa như thế nào, thực sự là nhiều bạn bè của tôi sau khi mà nghe cái nghị định sửa đổi và bắt đầu có hiệu lực 2021 thì nhiều người đang rất là phập phồng, đúng rồi, phập phồng lo sợ là không biết là cái Tết này là mình được thưởng tiền hay là được thưởng hiện vật đây, mặc dù là chưa tới cái thời gian mà nghị định có hiệu lực. Không biết là nhà báo Trịnh Bá Ninh có nghĩ cái tâm lý của người lao động như thế nó hơi bất ổn hay không? Vâng, không, nên thực ra là đấy là một cái tâm trạng người ta là tâm trạng vừa háo hức đấy, vừa lo ngại. Háo hức là vì thế nào cũng được thưởng và đã tuyên bố năm nay là có thưởng Tết, đúng không? Đấy. Nhưng mà thưởng cái gì, đôi khi thưa anh là trong cái tò mò cũng háo hức đấy, nó cũng có phần lo, nhưng thậm chí cũng có những phần biết đâu như ông chủ của mình lại hào phóng thì sao, ông năm thưởng cái gì rất đột ngột chẳng hạn, thưởng mỗi người, những người phụ nữ nào dây chuyền, thưởng anh Việt Cường cái đồng hồ đeo tay xịn, nhưng mà đến giờ cuối ông mới bật mí ra thì đấy cũng là một bất ngờ, đúng không? Nhưng tất nhiên những điều đó thì rất là ít, mà cái lo ngại nhất của người ta vẫn là rồi đây lại đóng rất nhiều thùng hàng trở về, thuê cả Grab mà chở hàng Tết đi về nhà thì cũng là nan giải. Mà anh thì ở miền Nam, bây giờ ở miền Bắc này anh công tác ở kênh truyền hình chúng tôi kênh nông nghiệp nông dân nông thôn, tôi sẽ tặng cho anh 1-2 bao tải gạo, 4 bao tải rau bắp cải hoặc cà chua, mời anh, đúng không? Thì lúc đó tình huống đấy là đúng là giờ khóc giờ cười, đúng là thật là sự là giờ khóc giờ cười luôn. Nọ mà cái tiền kiếm máy bay thôi là cũng chính xác ạ, gấp mấy chục lần rồi à. Tuy nhiên thì chúng ta cũng không khỏi là trách người lao động là tại sao lại phấp phỏng lo lắng, bởi vì là cái hiện tượng này cũng đã từng xảy ra rồi ạ, và đã xảy ra trong một vài năm gần đây. Có nghĩa là chị Quỳnh Hoa đang muốn nói là cái sự vịnh vào cớ, đúng không, của các doanh nghiệp vào cái luật này để mà họ thay thế cái tiền thưởng bằng cái hiện vật hay sao? Thực ra thì tôi muốn chia sẻ rằng là họ thưởng bằng hiện vật, nhưng mà tại sao tâm lý người dân lại lo lắng như vậy? Bởi vì trong một vài năm trở lại đây thì cũng đã có những cái doanh nghiệp là cứ sản xuất được cái gì thì là tặng cho người lao động những cái hiện vật đó, ví dụ như là thưởng nhang chẳng hạn, rồi về là đốt rồi thắp không hết, rồi cho bà con, cho hàng xóm, thậm chí cũng không hết, mà không thể quy đổi được ra tiền mặt hay là hiện vật. Chính vì vậy mà chúng ta cũng thiết nghĩ là nếu như mà doanh nghiệp mà muốn giữ chân những cái người công nhân, những cái người lao động giỏi, đặc biệt là những người có tay nghề, thì chúng ta phải có những cái chính sách ưu đãi, đúng không ạ? Vâng, bởi vì thực ra người ta sợ nhất là những cái ông chủ mà ngụy biện. Ví dụ tôi mà làm báo, bán báo không, tôi vẫn làm báo nhá, mà tất cả cán bộ của tôi bảo báo rất hay, rồi báo rất hay Tết này tôi thưởng lại cũng toàn ông báo, đúng không? Hoặc là ông nào bảo ui rồi nhang của tôi là nhang là nhất đấy, rồi Tết này tôi tặng ông, thưởng cho ông một thùng nhang về đốt thơm, bởi vì ông hãy hưởng sản phẩm mà ông sản xuất ra, bà đi ông cũng bảo là tốt nhất, đúng không? Thì đấy, những cái anh doanh nghiệp đấy là anh ngụy biện, sợ nhất là mấy cái ông ngụy biện, tức là đến lúc bí quá thì bắt đầu ngụy biện với công nhân. Chứ còn thực ra tâm trạng của tất cả các giám đốc doanh nghiệp, theo tôi biết, theo chính tôi biết đấy, và tôi cũng đã từng thời kỳ làm chủ cơ quan rồi, chủ tài khoản rồi, thì tôi nói anh rất lo, tức là thưởng Tết là họ rất lo, tức là vạn bất đắc dĩ thôi thì mới phải dùng đến cái cách ấy, chứ cũng không, anh Việt Cường đừng có lo là doanh nghiệp như thế thì những người chủ doanh nghiệp người ta mượn cớ đó để người ta thưởng hiện vật, không phải đâu. Đấy, tôi thì tôi rất mong là nếu mà anh Cường làm ở một đơn cơ quan nào đó mà ở đấy bất động sản Tết đến tặng mỗi người căn hộ mà căn hộ đó định giá bằng một nửa thị trường, anh thấy được không? Rất được chứ không phải là được, đúng không? Tôi và chị Quỳnh Hoa thì đang sợ là chúng tôi là những nhà báo, hay là nhà báo Trịnh Bá Ninh cũng là nhà báo, thì Tết thưởng một cái phóng sự, một cái tin thì làm nó vất vả hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Thưa quý vị, nó vui như vậy thôi, nhưng mà thật sự có một cái điều mà tôi cũng phải khẳng định như thế này: đối với người lao động của chúng ta, một nén tiền công không bằng một đồng tiền thưởng đâu ạ. Họ đi làm cả năm họ đều chờ đợi để được thưởng Tết. Năm nay thì nhiều lao động lo lắng trước thông tin là có thể nhận thưởng Tết bằng hiện vật, nhất là ở các doanh nghiệp năm vừa qua họ gặp không ít khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Và hơn bao giờ hết, người lao động cũng không muốn phải tiếp tục nhận những phần thưởng bằng hiện vật mà họ đã từng ngậm ngùi nhận. Còn những người lao động khác cũng không muốn rơi vào cái tình trạng dở khóc dở cười vào những lúc nhận thưởng cuối năm như thế này. Hơn 20 năm làm việc trong các doanh nghiệp, người lao động này cho biết anh rất lo lắng khi nhận thưởng Tết bằng hiện vật. Khi mình phải nhận về hiện vật, nếu như mình có điểm tiêu thụ tốt đấy, thì mình sẽ giải ngân được từ hàng ra tiền rất là nhanh. Còn nếu mình không có cái điểm tiêu thụ mà mình phải đi bán rẻ đi cho các đại lý. Cuối năm, không ít doanh nghiệp thưởng bằng hiện vật có giá trị lớn như căn hộ, ô tô, xe máy. Những hiện vật mà người lao động sẽ cần hoặc có thể quy đổi ra tiền nếu như không dùng đến. Tuy nhiên, có những doanh nghiệp thưởng bằng hiện vật không phù hợp với người lao động.
Mình cũng muốn là sau một năm làm việc vất vả thì cũng muốn là được doanh nghiệp thưởng Tết là bằng tiền mặt để cho mình chủ động trong cái việc mua bán sắm sửa Tết. Người lao động thực chất họ đang muốn cái gì, họ đi làm cả năm, họ muốn một cái Tết ấm no, thì tôi nghĩ rằng là thưởng bằng tiền mặt là thực tế hơn cho người lao động. Nếu mà có quà tặng thì cũng chỉ là một chút chút gì đấy, nhưng mà vẫn phải đi kèm với tiền mặt trực tiếp cho lao động. Tôi thì cũng thiên về cái hướng là thưởng là bằng tiền. Thế còn từ cái tiền đó người lao động người ta sẽ trang trải cái nhu cầu cá nhân nó tốt hơn. Thì tất nhiên có cái trường hợp là ví dụ tôi nói như cổ phần cổ phiếu thì họ có thể thưởng bằng cái phần đấy cũng được. Hoặc là ra hiện vật mà có giá trị cao thì mình không nói. Đấy, còn những cái hiện vật mà mang cái tính chất là rồi phải quy đổi nào giá trị nó thấp hơn thì tôi nghĩ là cố gắng hạn chế vấn đề đó. Mọi năm không ít người lao động rơi vào cảnh cười ra nước mắt khi nhận được thưởng hiện vật Tết là cả thùng tương ớt, giấy vệ sinh, gạch, hương nhang. Người lao động không khỏi ngậm ngùi mang đi thanh lý khi thời điểm Tết đã cận kề. Vâng, thưa nhà báo Trịnh Bá Ninh, đối với lại những cái doanh nghiệp mà họ thưởng Tết cho công nhân viên của mình những cái phần thưởng mà thực ra là người công nhân đấy người ta không cần, hoặc là người ta không cảm thấy rằng là cái phần thưởng đấy nó không xứng đáng, hoặc là không nó mang lại niềm vui hay hạnh không, phúc cho chính họ, xác ạ, không mang lại niềm vui, không mang lại hạnh phúc cho họ, thì liệu rằng họ có quyền để từ chối hay không? Thực ra thì nói gọi có quyền không thì gọi nếu anh không nhận thì coi như anh từ chối thôi, nhưng mà lúc anh không nhận thì không được đòi rằng tôi sẽ nhận bằng tiền, hoặc nếu nhận bằng tiền thì ở đó lại phải thỏa thuận rằng là ông doanh nghiệp bảo nếu mà nhận bằng tiền thì giá trị của cái thùng này ví dụ 100.000 thì anh chỉ còn tính được 50.000 ở đấy thì cũng khó đấy, tức là hiện nay nó có tình trạng. Nhưng cũng có những doanh nghiệp theo tôi biết từ trước nay rất nhiều doanh nghiệp người ta làm thế này, Tết đến thì người ta tặng mỗi người một gói quà, mà ở đấy người ta không quy về thưởng Tết, nhưng ở đấy có rất nhiều những cái vật dụng cần, hạt tiêu này, cà phê này, chè này, giò lụa này, bánh chưng này, đấy, rồi mứt Tết này, một chai rượu vang này, vân vân, và người ta nhưng vừa phải thôi, chứ nếu nhiều quá thì việc làm nó cũng rất là mệt. Nhưng tôi thấy hiện nay kể cả một số doanh nghiệp nước ngoài đầu tư về lĩnh vực nông nghiệp, tôi thấy là người ta cũng làm theo cách đấy, có mứt, có kẹo sô cô la, có bao thuốc lá, có chai rượu vang, có cái giò lụa, vân vân, nhưng ở đấy người ta gọi là như một thứ gọi là cộng thêm thôi đấy, chứ không phải đấy là tiền thưởng, không tính vào cái tiền thưởng. Thế thì được, nhưng anh từ đấy anh quy ra giá trị một gói quà đấy bằng 2-3 triệu hoặc 5-7 triệu thì thôi tôi anh đưa cho tôi tiền, cái gói quà này thì gửi lại anh. Đấy, đúng không? Và người lao động có quyền nói thế chứ. Họ có nghĩa là họ có quyền được từ chối nhận, đúng không ạ? Vâng, và liên quan đến câu chuyện này thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ thêm là từng chia sẻ với báo chí về câu chuyện này thì Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sĩ Lợi khẳng định người lao động có quyền từ chối nếu doanh nghiệp trả thưởng bằng sản phẩm dịch vụ mà họ không thích hoặc giá trị sản phẩm dịch vụ không đảm bảo bằng đúng tiền thưởng của mình. Từ năm 2021 khi mà Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2012 chính thức có hiệu lực thi hành thì chính phủ cũng sẽ ban hành nghị định hướng dẫn. Nghị định của chính phủ sẽ phải quy định rất rõ điều kiện như thế nào, cách thức, phương pháp trả ra sao để đảm bảo giá trị thực tế của tiền thưởng cho người lao động mà không được thấp hơn giá trị tiền thưởng. Còn riêng bản thân Việt Cường thì nghĩ rằng như thế này, thưởng Tết là phần thưởng để chúng ta động viên, đúng không ạ? Chúng ta khích lệ người lao động phấn đấu cho những năm làm việc tiếp theo. Vì vậy thưởng Tết nên bằng tiền. Còn trong trường hợp bằng hiện vật thì phải phù hợp với nhu cầu thực tiễn của người lao động, được người lao động hoàn toàn đồng ý. Nhà báo Trịnh Bá Ninh nghĩ như thế nào về quan điểm này, hay là có một cái phương án nào khác hay không? Tôi từng nghĩ rằng là nếu thưởng bằng hiện vật và sau này kể cả nghị định thông tư hướng dẫn ấy, thì nó phải ở đây nó có gọi là một cái sự thỏa thuận ở đây giữa công đoàn và cán bộ công nhân viên trước đấy. Ví dụ có những cái đơn vị người ta muốn chăm lo đời sống, hoặc là người ta có những sản phẩm rất tốt do quá trình trao đổi, tức là doanh nghiệp họ với doanh nghiệp khác liên kết nhau trao đổi ra sản phẩm tốt, họ muốn người lao động mình được hưởng, thì anh hãy triệu tập tất cả công nhân viên trước lại, thông báo trên bảng thông tin chính thức này, năm nay Tết công ty chúng ta sẽ có những phần thưởng bằng hiện vật sau đây, xong đó đích ra những hiện vật đó và quy đổi bằng tiền, ai đồng ý nhận bằng hiện vật tích vào đấy, còn không nhận tiền. Thế nó thoải mái, đúng không? Bởi vì sao? Có rất nhiều doanh nghiệp hiện nay họ liên doanh để tạo ra rất nhiều sản phẩm tốt mà đôi khi người lao động mình đôi khi cũng muốn thử ra sao mà trong những năm, cả năm làm việc đôi khi mình chưa được. Thì bây giờ có một cái gì như thế, nhưng tại vì khi người ta liên kết thì giá bao giờ hạ xuống và anh ra mua thị trường rất đắt, cho nên là tôi sẽ hướng dẫn rõ là cái loại này ở ngoài thị trường đang bán 200 nhưng ở đây chỉ giá 100, đúng không? Thế thì nếu ai đồng ý, nhưng mà với điều kiện phải được người lao động đồng ý, còn nếu không anh không áp đặt được, làm sao sống một cái ăn một cái mặc cứ áp đặt nhau thế thì còn cái gì nữa là cuộc sống nữa. Vâng ạ, bà, tôi nghĩ là một cái sự chia sẻ rất là hay, mà đôi khi các doanh nghiệp khi theo dõi chương trình này chúng ta cũng cần
học hỏi và cũng có thể là thực hiện theo trong thực tiễn đúng không ạ? Cần phải lấy ý kiến của người lao động để làm gì ạ? Để cho người lao động là những người được thụ hưởng, họ phải cảm thấy họ hạnh phúc, vui vẻ khi nhận được món quà ấy đúng không ạ? Xin được cảm ơn sự chia sẻ của nhà báo Trịnh Bá Ninh rất nhiều về câu chuyện thưởng Tết, câu chuyện tôi nghĩ rằng là đôi khi mà chúng ta nói hoài trong những dịp Tết đến xuân về thì tưởng nó đã cũ nhưng mà nó luôn luôn mới và luôn luôn nóng. Vâng. Và quý vị các bạn cũng đừng rời mắt khỏi màn hình vì chúng tôi sẽ còn trở lại ngay với những câu chuyện thú vị khác.